Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Anh sẽ quay và giới thiệu tới quý vị dự án hai căn nhà rất là mới thuộc tổ dân phố 2, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với hai căn nhà này thì vừa mới hoàn thiện xong hết, hướng nhà là hướng đông nam, ngõ trước nhà 2m2, cách với trục đường ô tô đi lại 100m. Diện tích của ngôi nhà này là 43m2 và có căn nhà bên cạnh là 43,2m2. Mặt tiền của căn ngoài, Ngọc Anh đang quay căn này thì sẽ nói về cái thông số của căn này nha mọi người. Mặt tiền của căn nhà này là 7m2, mặt hậu là 7m23. Căn nhà này sổ đỏ đầy đủ, bàn giao nhà ngay. Và theo đúng như hiện trạng thì quý vị có thể dọn đồ về và ở luôn với một cái căn nhà diện tích rộng 43m2 và sổ đỏ đầy đủ bàn giao luôn. Với cái phần hoàn thiện mặt tiền của ngôi nhà thì thiết kế ở đây là toàn bộ ốp đá granite ở phần mặt ngoài, phần cửa chính của ngôi nhà thì thiết kế là cửa cuốn. Và ở bên cạnh mọi người có thể nhìn thấy, với cái phần mặt tiền rộng như thế này thì chủ nhà thiết kế thêm cho mình một chiếc cửa sổ nữa, rất là hợp lý. Và mời mình theo em vào cụ thể khám phá căn nhà này. Thì chủ nhà thiết kế rất là chỉn chu, đầy đủ tặng nội thất cho mình với cái diện tích rộng. Diện tích rộng thì thực ra nó không phải quá nhiều ở trên kênh của Ngọc Anh, bởi vì đa phần bây giờ các chủ đầu tư thiết kế là tầm 30-32m để làm sổ đỏ được mọi người ạ. Và đây là cái phần hoàn thiện phòng khách của ngôi nhà. Như quý vị nhìn thực tế đây, nội thất chủ nhà đã lắp đặt đầy đủ cho mình rồi. Kệ tivi, cách trang trí đấy. Toàn bộ là thiết kế lắp đặt theo với cái diện tích không gian nhà. Gạch lát nền kích thước gạch 60-60, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện. Rồi giấy dán tường ở đây mọi người có thể nhìn thấy đây, trần phào thạch cao hợp lý. Căn nhà rộng cho nên là cái diện tích, và quay lên mọi người nhìn thấy đây, nó rất là rộng, nó khác hẳn với những căn nhà 30-32m. Ngoài cái không gian phòng khách đấy, thiết kế rất là hợp lý. Và đây là cái không gian phòng bếp mọi người nha. Không gian của cái phòng bếp thì mọi người có thể nhìn thấy ở đây, tủ bếp cũng được thiết kế hài hòa hợp lý với cái tông màu trắng và màu nâu. Ở đây thì chủ nhà có lắp đặt luôn cho mình là cái bếp từ cũng như là hút mùi đầy đủ hết rồi. Đó. Tủ gỗ An Cường chống cong vênh mối mọt, phụ kiện bếp đi kèm, chất liệu inox 304, chậu rửa vòi rửa lắp đặt đầy đủ chi tiết rồi. Đó, quý vị có thể nhìn thực tế luôn. Đây là cái phần để tủ lạnh mọi người nhá. Với cái ô để tủ lạnh này thì quý vị có thể lắp đặt được tủ lạnh ở đây, là cái thiết kế side by side. Đó, chủ nhà đã tính toán hết cho mình rồi. Đây mọi người thấy không? Rất là rộng nhá. Với ngoài ra phần phòng khách ở tầng 1 và phần phòng bếp thì ở đây còn có một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này đáp ứng cho quý vị công năng sử dụng bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang đây, mọi người có thể nhìn thấy không? Bởi vì thiết kế từ chủ đầu tư rất là chỉn chu, cẩn thận cho nên này, cái tay vịn cầu thang nhìn nó đã khác rồi. Tay vịn cầu thang thiết kế toàn bộ là gỗ và mặt bậc của bậc cầu thang thì ốp đá đen cổ trắng chuẩn chỉnh luôn, rất là đẹp. Hệ thống trần thạch cao đây. Căn nhà này hồ sơ điện nước lắp đặt đầy đủ xong xuôi rồi, quý vị chỉ việc xách vali về và ở thôi. Giá chào bán hiện tại của căn nhà này là 4.350.000.000 bao toàn bộ phí thuế. Căn nhà này cụ thể của nó thuộc tổ dân phố 2, phường La Khê, đi lại giao thông rất là thuận tiện, gần với lại tuyến đường sắt trên cao Cát Linh, xung quanh ngập tràn tiện ích chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2, gần với lại bệnh viện đa khoa Hà Đông, gần với lại cầu trắng Hà Đông. Nói chung quý vị ạ, căn nhà này cũng rất là gần với bến xe Nghĩa. Mọi người mà làm ở khu vực Hà Đông hoặc làm ở khu vực Nguyễn Trãi, Thanh Xuân thì căn nhà này đáp ứng cho quý vị cái công năng sử dụng cũng như là cái cung đường đi rất là hợp lý. Mời mọi người theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Với tầng 2 của ngôi nhà thì ở đây thiết kế cho quý vị hai phòng ngủ full nội thất. Mời mọi người theo em vào phía phòng ngủ đầu tiên của ngôi nhà. Với cái căn phòng ngủ full nội thất như thế nào ạ? Đây, giường, tủ, rèm, đây mọi người có thể nhìn thấy đây. Đó, rất là thoáng, cửa sổ, bàn phấn, trang trí rất là hợp lý. Đó. Giường này, kích thước giường 1m8, 2m, tủ quần áo, cánh lùa. Công năng sử dụng đúng như là cái căn nhà này, quý vị chỉ có xách vali về và ở ngay. Một căn phòng ngập tràn ánh sáng. Với cái căn nhà này hướng nhà là hướng đông nam, rất là mát nha mọi người. Đây, điều hòa. Đó. Cửa thông phòng của ngôi nhà thiết kế toàn bộ là cửa gỗ.
Mọi người theo em vào căn phòng ngủ thứ hai. Đây là phần phòng ngủ thứ hai của ngôi nhà. Đó. Cửa sổ rèm đầy đủ, điều hòa các phòng, hệ thống trần thạch cao. Ở bên dưới thì thiết kế là sàn gỗ. Và cái phần giường tủ đây mọi người có thể nhìn thấy. Đó. Phù hợp bàn phấn. Và vẫn còn một cái khoảng không như thế này để quý vị có thể sử dụng riêng. Cửa thông phòng đây. Vị trí ngôi nhà thì Hoàng Ánh vừa chia sẻ rồi, thuộc tổ dân phố 2 phường La Khê. Đây là phòng vệ sinh ở phía tầng 2 nha mọi người, đáp ứng cho quý vị về bồn cầu này, hệ thống sen tắm nóng lạnh, đường chờ bình nóng lạnh này, đây lavabo bàn đá, hệ thống nước điện được lắp đặt đầy đủ, nước thì sử dụng nước sạch sông Đà và điện thì là điện lực EVN Hà Nội nha mọi người, gương cảm ứng đó rất là đẹp. Hành lang đi vào giữa hai phòng ngủ rất là rộng. Mời mọi người lên khám phá tiếp theo tầng 3 của ngôi nhà. Và đây là phần tầng 3 của ngôi nhà, thiết kế tương tự như tầng 2 nha quý vị. Đây, với căn nhà thiết kế full nội thất các phòng ngủ, quý vị chỉ việc dọn đồ về và ở ngay. Giá chào bán 4 tỷ 350 triệu đồng bao toàn bộ phí thuế sang tên. Có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Đó. Diện tích căn nhà này đúng chuẩn ở trên sổ đỏ là 43m² nha mọi người. Không có lỗi gì phong thủy cả. Vuông vắn. Thậm chí nó còn nở hậu bởi vì mặt tiền của nó là 7m2, mặt hậu của nó là 7m23 mọi người nhé. Mọi người nếu như mà cân nhắc có thể kết bạn Zalo và em sẽ gửi ảnh sổ đỏ trước cho mọi người xem thực tế. Cửa thông phòng này, tất cả các phòng đều được lắp đầy đủ điều hòa. Với cái căn nhà này 4 tầng 43m², thiết kế lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà là đã có 4 phòng ngủ riêng biệt rồi mọi người. 4 phòng ngủ thì đều được lắp nội thất, tất cả các phòng đều đầy đủ. Nhà vệ sinh thiết kế công năng sử dụng đáp ứng cho quý vị theo từng tầng. Phòng vệ sinh nào cũng được lắp đặt đầy đủ hệ thống sen cây tắm nóng lạnh, bình nóng lạnh. Đây, lavabo bàn đá. Đó. Đầy đủ cho mình bình nóng lạnh ở phía trên. Đây. Đây là phía tầng 3 rồi mọi người ạ. Và phần cuối cùng của ngôi nhà đó là tầng 4. Mời mọi người theo em lên khám phá tầng 4 của ngôi nhà. Và đây là phía tầng 4 của ngôi nhà. Với tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế như sau, gồm một phòng thờ, một sân phơi riêng biệt. Với cái căn nhà này ở đây có một cái ô giếng trời thoáng, thì ở phía trên mọi người có thể nhìn thực tế nó, ở trên là chủ nhà có bắn mái tôn chống nóng với cái căn nhà này cho mình rồi nha. Đây là phần phòng thờ. Đây. Không gian phòng thờ của ngôi nhà rất là hợp lý bởi vì diện tích nó rộng cho nên thiết kế 4 tầng. Tối ưu công năng sử dụng cho quý vị được 4 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, phòng thờ, sân phơi riêng biệt. Và đây là phần còn lại, phần sân phơi. Vô cùng rộng nha mọi người. Phần sân phơi đây. Đây là cái phần để máy giặt. Máy giặt này, sàn thoát nước này, ổ điện. Đó. Đây mọi người nhá, trên này là bắn mái tôn chống nóng rồi. Và cái phần sân phơi này rất là rộng. Vị trí căn nhà này thì ở xung quanh dân cư đông đúc, gần với lại rất là nhiều chung cư The Bright Hải Phát, cũng như là ở đây mọi người có thể nhìn thấy rất là nhiều tòa chung cư lớn của Hà Đông. Đi lại giao thông thuận tiện, gần với lại trung tâm thương mại Yêu Môn Hà Đông. Từ căn nhà này mà cách với trung tâm thương mại Yêu Môn Hà Đông thì nó chỉ phạm vi bán kính khoảng tầm 2 km thôi. Mọi người muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin cụ thể chi tiết hơn nữa về cái vị trí căn nhà này, vui lòng liên hệ với Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nha. 0983013403 hoặc 0888044444. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho Ngọc Ánh, đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video sau.